Hôm qua tại xã Phú An, Ủy ban Nhân dân huyện Tân Phú cũng đã tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa chính quyền địa phương với người dân trong công tác quản lý, sử dụng rừng và đất lâm nghiệp, giao khoáng, quản lý bảo vệ rừng, các chính sách về lâm nghiệp trên địa bàn huyện. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chi cục Kiểm lâm, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, Ban quản lý rừng phòng hộ Tân Phú và 60 hộ dân sinh sống, sản xuất trên đất lâm nghiệp có hộ khẩu thường trú tại các xã Phú An, Nam Cát Tiên, Núi Tượng. Theo Ban quản lý rừng phòng hộ Tân Phú, trong thời gian qua, chính quyền đã đồng hành cùng chủ rừng thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động các hộ dân chấp hành các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước và đặc biệt là các chủ trương chính sách về công tác quản lý, sử dụng rừng và đất lâm nghiệp, giao khoáng quản lý bảo vệ rừng, các chính sách về lâm nghiệp trên địa bàn huyện Tân Phú. Tại buổi đối thoại, các hộ dân và lãnh đạo các ngành đã tập trung làm rõ 4 nhóm vấn đề mà người dân quan tâm. Đó là quá trình thành lập đơn vị quản lý bảo vệ rừng, những nội dung liên quan đến cấp giấy, chứng nhận quyền sử dụng đất, cắm mốc ranh giới quy hoạch, việc thực thi chính sách giao khoáng, vấn đề xây dựng các công trình trên đất, nhận khoáng, vân vân. Về công tác lâm sinh, đó là việc khai thác rừng trồng cũng như trồng các loại cây phù hợp theo quy định trên đất rừng. Phát biểu tại buổi đối thoại, ông Lê Văn Gọi, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đồng Nai khẳng định, người dân sinh sống và sản xuất trên đất được quy hoạch cho phát triển lâm nghiệp thì phải chấp hành theo luật lâm nghiệp cũng như các văn bản dưới luật và tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành, không làm trái quy định pháp luật như xây dựng các công trình, chuyển nhượng, hợp đồng trái quy định. Đất lâm nghiệp phải được trồng rừng theo quy định, đảm bảo loài cây và mật độ cây trồng. Việc làm đường giao thông phải được cấp thẩm quyền phê duyệt. Đối với việc cấp trùng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển nhượng hợp đồng trái quy định hiện nay đang được cơ quan pháp luật điều tra làm rõ và sẽ có kết quả trả lời trong thời gian tới. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đồng Nai cùng các đơn vị đối thoại sẽ ghi nhận các kiến nghị của người dân về những bất cập hiện tại để tiếp tục tìm cách tháo gỡ.